với 192 km bờ biển. Nhắc đến Bình Thuận là nhắc đến biển xanh, cát trắng, nắng vàng ươm. Bãi Rạc là bãi tắm đẹp nhất của Phan Thiết. Với những hàng dừa xanh mát, dài bất tận, cùng món cá chuồng xanh nướng thơm lừng, níu chân du khách. Biển Hòn Rơm là tên một ngọn núi hoang sơ nằm tại Long Sơn, Mũi Né. Nằm ngay dưới chân núi, nước biển xanh trong vắt, êm đềm. Sơn Thủy cùng vẻ đẹp trữ tình, thơ mộng, có làm tim bạn lưu luyến. Biển Mũi Né là kinh đô resort và là một trong những điểm đến hàng đầu cho những ai yêu thích nghỉ dưỡng. Những bãi cát dài, hàng dừa xanh, những vách đá sóng sôi trong nắng tô điểm cho Mũi Né thêm phần rực rỡ. Biển Cổ Thạch, cái tên đã một phần nói lên vẻ đẹp nơi đây. Mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình với những bãi đá bảy màu, kích thước lớn nhỏ khác nhau. Được công nhận là bãi đá có hình dạng và màu sắc nhiều nhất Việt Nam. Nếu may mắn đến đúng thời điểm, bạn sẽ như lạc vào chốn bồng lai, với bãi rêu ẩn mình dưới bãi đá đủ màu và cảm nhận đầy đủ sự kỳ diệu của thiên nhiên. Biển Gành Son được mẹ thiên nhiên ưu ái với vẻ đẹp như tranh vẽ. Một bên là đồi cát đỏ thẫm dựt đứng, một bên là biển trời xanh ngắt, êm ả với làng chài và ngư dân hồn hậu, là một tặng vật của tạo hóa dành riêng cho Bình Thuận. Biển Cam Bình, La Ghi là một điểm đến mới hấp dẫn, với những hàng dương đông đưa trong gió, những bãi biển uốn lượn như eo cô gái mềm mịn, biển xanh trong, gợn sóng như mái tóc mềm buông dài. Đến La Ghi, hóng từng cơn gió biển mát lạnh, làm bạn quên đi bộn bề cuộc sống. Biển Thuật Quý, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một bức tranh thiên nhiên hoang sơ, kỳ vĩ mà hữu tình. Nước biển trong vắt, mát rượi, bờ cát mịt màng trải dài, vườn thanh long chĩu trái. Độc đáo hơn là những mỏm đá với đủ hình dạng khác nhau nhảy múa cùng những con sóng. Biển Kê Gà, ngoài những bãi cát trắng mịn, biển xanh ngọc bích, biển Kê Gà còn có những tảng đá xếp thành những hình thù kỳ lạ. Hơn nữa, bạn có thể ngắm ngọn hải đăng Kê Gà, ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á. Rời xa thành phố thôi, tìm về biển để hưởng thụ bầu không khí trong lành và trải nghiệm những phút giây cùng gia đình và bạn bè. Còn chần chừ gì nữa? Hãy chuẩn bị ngay cho mình một chuyến du lịch biển ngay từ bây giờ bạn nhé!